Xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay Vang Vọng rất hân hạnh được giới thiệu và gửi đến các bác một chiếc đồng hồ tạ cây. Đây là chiếc đồng hồ tạ cây nhập Mỹ nguyên chiếc các bác nhé, với thương hiệu rất nổi tiếng của người Mỹ. Đó là thương hiệu đồng hồ Rigway. Nhưng đây là một trong những phiên bản đồng hồ rất cao cấp các bạn. Nó là một chiếc đồng hồ 3 buồng. Khi các bác chỉ cần nhìn thôi là các bác đã thấy đủ cái sự sang trọng của một chiếc đồng hồ mang lại. Tại sao gọi là chiếc đồng hồ 3 buồng các bác? Bởi vì người ta thiết kế với 3 cái không gian rất rõ ràng. Ở giữa là cái không gian phần của đồng hồ. Các bác nhìn đây, rất đẹp. Còn hai bên là người ta làm với 2 cái kính cong, với các cái kệ để các bác trưng bày các cái đồ chơi, đồ lưu niệm của nhà mình. Đặc biệt là những cái đồ quý, như những cái chai rượu quý chẳng hạn như thế, rất là đẹp, rất đặc biệt phong các bác. Tổng chiều dài của chiếc đồng hồ này là 2m16 các bác ạ, 2m16. Chiều ngang là gần 90cm, rất là rộng. Với một thiết kế quá ấn tượng luôn. Hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, gỗ sồi rất cao cấp các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cái lớp gỗ nó rất là mịn màng và chắc chắn, rất là đẹp. Tất cả các thiết kế đề co rất là đẹp luôn. Chiếc đồng hồ này còn thiết kế cái bóng đèn, khi các bác nhìn đây này, có đèn hai bên, hai bên hai bóng đèn các bác nhé. Vì thế mà khi các bác trưng bày đồ để các cái kệ này thì thật là sang trọng, thật là đẹp. Nhất là buổi tối khi các bác tắt hết đèn ở xung quanh nhà đi, chỉ còn lại là chiếc đèn ở hai cái bóng đèn ở cái chiếc đồng hồ này thì thật tuyệt vời. Đặc biệt là cái mặt này các bác ạ. Mặt đồng hồ với một cái thương hiệu Rigway rất là rõ ràng, đẹp. Mặt trăng sao ở trên này nè các bác này. Khi tối đến các bác tắt đèn đi thì trăng sao này sẽ rất là sáng, rất là đẹp, rất tuyệt vời. Tất cả bóng đèn rất là đẹp ở cái trong cái đồng hồ này. Ba quả tạ còn rất đẹp, ăn nhập với lại cái mặt này luôn. Đây các bác này, cả quả lắc nữa này. Zin đến tuyệt đối 100% các bác nhé. Tất cả trên chiếc đồng hồ này rất là đẹp. Người ta đệm cả cái gương ở dưới này. Đây là cái tay để các bác lên cót. Quá đẳng cấp. Một phiên bản đồng hồ Rigway. Một bộ máy rất là cao cấp đó các bác ạ. Đó là bộ máy với 12 gông, 12 búa. Đưa đến các bác 3 bản nhạc các bác nhé. Đây các bác này. Củ gông đặc trưng của người Mỹ. Và đặc biệt là nó thể hiện rõ của hãng Rigway. Tất cả các thanh gông đồng mang đến cái tiếng chuông rất là nhẹ nhàng và đầy tinh tế các bác ạ. Và bây giờ em xin được test cái tiếng chuông để các bác thẩm âm với 3 bản nhạc mà chiếc đồng hồ này mang lại. Nó rất là cao cấp luôn. Em xin mời các bác thẩm âm và đánh giá. Vừa rồi 2 tiếng tiếng chuông, bây giờ xin gạt sang cái bản đây các bác này. Đây là cái chỗ để các bác gạt chuông nhá. Đấy, xin gạt sang bản tiếp theo. Bây giờ để tiếp tục em xin gạt sang bản quét, là bản vốn các bác nghe rất là quen tai, bản quét các bác nhé. Rồi, vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ tạ Mỹ với thương hiệu Rigway. Rất cao cấp, từ bộ máy cho đến thân đồng hồ, vỏ đồng hồ bên ngoài. Nó còn mới trên 90% các bác này. Đây các bác này, máy còn rất đẹp luôn này. Tất cả hai bóng đèn hai bên này các bác này, em soi kỹ để các bác nhìn. Thương hiệu rất đẳng cấp của Mỹ.
Từ đằng sau luôn các bác này, tem mác còn nguyên si. Vì thế em khẳng định rằng chiếc đồng hồ này còn mới trên 90%. Dây điện này các bác này. Đây là công tắc để các bác tắt, rất là nhẹ nhàng đây. Các bác chỉ việc vặn này là đồng hồ sẽ tắt bóng đèn. Rất tuyệt vời các bác. Em xin xoay xa một chút nữa để các bác nhìn ngắm lại chiếc đồng hồ với thương hiệu Rigway của Mỹ mà bên đồng hồ Vang Vọng muốn giới thiệu và giao lưu với các bác. Nó thật tuyệt vời, thật xứng đáng để các bác trưng bày. Quá đẹp phải không ạ? Đến đây Vang Vọng xin được khép video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.